Nhạc sĩ Nguyễn Tánh là một trong những nhạc sĩ có uy tín trong các hoạt động âm nhạc của tỉnh nhà. Ông sinh ra tại Thừa Thiên Huế. Ông tốt nghiệp trường Quốc gia âm nhạc vào năm 1980, nguyên là trưởng phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Vào năm 1980, ông đã bén duyên cùng với mảnh đất cao nguyên Lâm Đồng. Từ đó, ông đã gắn bó và xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Những tác phẩm âm nhạc của ông viết về chủ đề quê hương, đất nước. Chất nhạc không mang một miền dân ca cụ thể, nhưng dù bạn ở một miền quê nào cũng thấy thật gần gũi, thân thương và gắn bó với mình. Một số ca khúc của ông được nhiều người biết đến như Nữ Vầng Trăng, Chiều Đà Lạt, Cao Nguyên Yêu Thương, v.v. Có thể nói, nhạc sĩ Nguyễn Tánh đã có một tố chất dân ca hòa quyện vào trong máu của mình. Tình yêu dành cho âm nhạc của ông không phân biệt tuổi tác, không gian và thời gian. Những khoảng thời gian, ông vừa đàn vừa hát những ca khúc do chính mình sáng tác, có lẽ là niềm vui, là sự đam mê và động lực trong cuộc sống hàng ngày. Chiều Đà Lạt, nắng xuống đồi khe khẽ, mây lang đang về, thông lãng đang sương, đùi dốc quanh co chậm chung chân bước, phố mơ hồ như lá hoa buông, em sơn đưa gùi bóng chiều xuống phố khu Hòa Bình, trùng phường tím rừng rừng. Ngẩn ngơ thuở ngày giữa mộng mị, tiếng gót buồn còn gõ nhịp âm vang, tiếng gót buồn còn gõ nhịp âm vang. Ồ xuân ơn, bên này mưa ướt tan, kia từng bạc nắng trời vơi, chuông giao đường rớt trong chiều tĩnh lặng, một mình ta lặng lẽ đứng bên đời. Hồ xuân ơi, bên này mưa to, bên kia từng bạc nắng trời vơi, chuông giao đường rớt trong chiều tĩnh lặng, một mình ta lặng lẽ đứng bên đời, chuông giao đường rớt trong chiều tĩnh lặng, một mình ta lặng lẽ đứng. Lặng lẽ đứng bên.